Dạ yeah, mình là Đạt Nguyễn xin chào tất cả các bạn và tất cả các anh chị em thân mến Chào mừng tất cả các bạn quay trở lại với kênh Đạt Nguyễn Official Lời đầu tiên cũng chúc tất cả các bạn và tất cả các anh chị em lúc nào có mạnh gặp nhiều may mắn trong cuộc sống à, Cuối năm 2023 bước vô đầu năm 2024 nó đã cận kề các bạn Thì à, cuộc sống ở Mỹ đó thì đồ đạc nó lên giá quá Cho nên à, hiện tại là gần nửa nước Mỹ lên lương trong khi đó thì Thổ Nhĩ Kỳ cũng tăng lương 49%. À Cali tăng lương lên tới 20 đô la. Rồi Cali nó cũng sa thải nhân viên các bạn, tại vì những cái ông chủ không có thể trả nổi 20 đô la, cái giá thành thấp nhất ở Cali là 20 đô la. Thì nó làm cho hàng loạt những người nhân viên lên tới 1000 mấy nhân viên bị sa thải. À, nhưng mà chỗ này sa thải thì chỗ khác nó mướn các bạn. Ngược lại ở Việt Nam thì công nhân mong lên lương từng bữa nhưng mà khó quá. Tình hình kinh tế khó khăn, người Việt Nam thắt lưng buộc bụng chi tiêu, chợ truyền thống, cửa hàng kinh doanh nhỏ lẻ rơi vào cảnh vắng người mua. Cuối năm và bước qua đầu năm và Tết Nguyên đáng tới rồi. Nhưng kiểu này thì khỏi là mua sắm buôn bán gì hết các bạn. Mình cùng nhau chia sẻ những cái thông tin này trước nhất thì nói về thổ nhĩ kỳ các bạn thổ nhĩ kỳ là nó lạm phát lên tới mười mấy hai mươi phần trăm thì không biết giờ hiện tại lạm phát của thổ nhĩ kỳ là bao nhiêu rồi bây giờ là tăng lương lên tới bốn mươi chín phần trăm các bạn đó là lương cơ bản thì những người nào dướng vào lương cơ bản và những người nào không bị ảnh hưởng bị cái lương cơ bản này mình cùng nhau chia sẻ thử thổ nhĩ kỳ nâng nâng cái tăng cái mức lên tối thiểu hàng tháng lên là 49% vào năm 2024. Ngày 27 tháng 12 tờ báo Reuters mức lương tối thiểu của hàng tháng của thổ nhĩ kỳ sẽ là 17 à, lira gọi là tiền thổ nhĩ kỳ đó, à, 517.000 lira hả, 578 à, đô la vào năm 2024. Bộ trưởng lao động của Thổ Nhĩ Kỳ cho biết đánh dấu mức tăng lương tối thiểu lên 49% so với mức xác định vào tháng 7 năm 2020. Mức ra vào tháng 7. Rồi, tỷ lệ lạm phát của Thổ Nhĩ Kỳ tăng lên sầu ơi nó tăng lên 62 62 trong tháng 11 rồi to rồi các bạn ra cái nước khẩu kỳ ấy. mức cao nhất trong năm nhưng thấp hơn kỳ vọng và báo cáo chu kỳ lãi sức mạnh. Ok, lạm phát tăng vọt sau cuộc khủng hoảng tiền tệ của năm 2021 và đầu à, chạm đỉnh là 24 năm. Cho nên á, người dân của Thổ Nhĩ Kỳ bây giờ được lên lương mà lương này chắc cũng không có thể nào theo kịp những cái lạm phát các bạn. Chúng nói Việt Nam ha. À, đó là cái tình hình của Thổ Nhĩ Kỳ Chỗ gì lạm phát Mình đọc con số không tin tưởng luôn Không 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 nhớ nổi là con số Nó bao nhiêu nhưng mà mình biết là con số đó tăng lắm Bây giờ đến 60% lạm phát Ở đất nước Mỹ này Tiểu bang của Minnesota các bạn Tiểu bang này và nhiều tiểu quan khác Khoảng 20 tiểu quan là tăng lương Tăng lên có hai mấy phần hai mươi mấy sen Cho cái cái tiền gọi là minimum Cái tiền mà giới cơ bản á chút nữa mình chia sẻ về cái tình hình đó lương mức lương tối thiểu sẽ tăng ở tiểu bang Minnesota và nhiều tiểu bang khác bắt đầu từ tháng 1 của năm 2024 gần hai 20 chục tiểu bang và luôn tiểu bang Minnesota sẽ chứng kiến mức tăng lương tối thiểu theo giờ tuy nhiên những hai cái thành phố lớn là Minneapolis và St. Paul thì không có tăng tại vì cái ở trong cái hai thành phố này cái lương cơ bản nó đã cao hơn rồi À bây giờ Minnesota sẽ có mức lương tăng lên thêm là 26 cent 1 giờ. Theo cái bộ lao động công nghiệp của Minnesota. Thì à trả cái giờ đó là 10 đồng 85 cent. Thì bạn biết rằng á cái cái hãng lớn nó sẽ trả 10 đồng 85 và cái hãng nhỏ nó sẽ trả là 10 đồng à 8 đồng 85. Nhưng cái cái không có ai mà lãnh 10 đồng 11 đồng hết các bạn nha những người sử dụng lao động ở tiểu bang này thì trên 500.000 đô la cho cái thu nhập á, thì nó họ sẽ tính là à, trả 10 đồng à, mấy chục sen đó, còn à, những cái người mà dưới á, thì trả 8 đồng 85 sen. Áp dụng cho những người á, là dưới 20 tuổi trong 90 ngày làm việc liên tục và chưa có đủ tuổi á, thì họ sẽ áp dụng các bạn. 22 tiểu bang được tăng lương đó là những cái tiểu bang rồi có 7 đồng hai mấy sen nè không tiểu bang Minnesota và Iowa North Dakota Wisconsin đúng không? thì họ sẽ tăng lương cái mức lương tối thiểu đó nó rất là thấp thì cái người làm á, là những cái người làm thời vụ thì họ mới có thể bị trả cái lương đó nhưng mà hầu như không có ai trả cái lương đó hết các bạn cái đó là lấy cái mức đó thôi ok còn ở Việt Nam thì nó lấy cái mức đó nó trả cho các bạn không làm thời vụ các bạn mới khổ các bạn. Rồi, bây giờ California sa thải hàng lọt nhân viên vì lên lương 20 đô rồi các chủ pizza hết. Đây là chủ pizza hết. Pizza hết sa thải hoàn toàn bộ nhân viên và những người giao hàng luôn. Pizza hết ở California sa thải tất cả các nhân viên giao hàng nhằm đối phó với trước cái luật mới của tiểu bang là lên lương là cái fast food đó 20 đô la một giờ việc sa thải và ảnh hưởng đến hàng trăm địa điểm pizza hết trên toàn tiểu bang bao gồm cả cái quận Los Angeles, Orange County, Riverside vân vân các bạn và đồng thời liên quan tới 1.200 tài xế giao hàng tận nhà đó là cái gọi là giống như đo đá đó, đó. Việc cắt giảm làm việc diễn ra hết tháng 2 2024 theo thông báo và cái tờ Business Insider Rồi thông báo bây giờ á, là mức lương tối thiểu của Cali á, là 16 đồng một giờ Bây giờ nó tăng lên là 20 đô la một giờ Khi mà lực của Ở Thủy quan đưa ra Làm cho các chủ cả cũng tơi tả te tưa Tại vì nói rằng cái tình hình á, 16 đô la cho những cái fast food á, Là dưới cái mức nghèo đối của liên bang Cho nên họ phải đưa ra cái mức đó các bạn thì cái tình hình này á à, có người vui kẻ buồn ha là lên ở Cali bây giờ á, là 20 đô la là sống cuộc chẳng nổi đâu rồi nói tới Việt Nam mà làm 4 triệu mấy 5 triệu thì làm sao mà sống thì lay quay lay quay người dân cứ mong chờ nhưng mà cái luật thì nó không có mình nói rồi bạn ở Mỹ này nó lên lương á, là mấy chục sen đó, đó là những cái người dưới 20 tuổi ha, họ làm cái đó hoặc là họ làm thời vụ còn của mình lên lương một trăm mấy chục ngàn trên tháng đâu đó mong mỏi chờ lên lương trời các bạn từ tiêu tới tiêu các bạn. Cái kinh tế của bây giờ á là nó sa thải như vậy và hãng xe của Mỹ nó cũng đang sa thải nữa đó. Thì qua năm 2024 là cái cái sa thải của Mỹ có thể là nó cao lên. Bây giờ ở Việt Nam nè. Thời gian qua tình hình kinh tế khó khăn, người dân thắt chặt chi tiêu khiến nhiều sạp, nhiều chợ, nhiều quầy truyền thống của cửa hàng kinh doanh nhỏ lẻ thường xuyên rơi vào cảnh vắng người mua. Rồi bây giờ thêm bát tô nữa cho nên nó nồng độ cồn rồi cho người ta không ăn thì không có buôn bán gì được hết các bạn. Không ăn thì không buôn không bán gì hết á. Rớt 50%. Hơn thế nữa, nhiều người dùng ngày càng quen với việc chọn mua thực phẩm tại siêu thị, cửa hàng tiện lợi và các kênh bán hàng online do đó các quầy sạp truyền thống gặp nhiều khó khăn để cạnh tranh từ từ những cái hàng online nó sẽ làm cho cái các siêu thị cũng tiêu luôn ha à, ở bên Mỹ là nó đã như vậy rồi từ từ nó sẽ tiêu các bạn sự mua nó sụt giảm mạnh và cuối năm mà đầu năm qua cái nơi là lễ lọc mặt bán không được số liệu thống kê của Bộ Công Thương trên cái địa bàn địa, các tỉnh 137 chợ đang hoạt động có 91 chợ ở nông thôn và 46 ở thành thị. Hiện nay dù đang trong giai điểm mua sắm cuối năm nhưng sức mua sụt giảm mạnh so với cùng kỳ những năm trước. Tình hình kinh tế của Việt Nam đó các bạn. Trưởng ban chợ Tân Biên ở thành phố Biên Hòa, Hoàng Văn Đức chia sẻ những tháng vừa qua trước những tác động của nền kinh tế sức chịu tiêu thụ giảm mạnh nhiều sạp kinh doanh thường xuyên rơi vào cảnh ê ẩm trời ơi đừng có nói ở dưới mà biên hòa đồng nai gì thành phố thì còn tiêu thì giờ cái những cái người làm việc ở biên hòa họ cũng không đâu có việc làm đâu ông phụng quang canh tiểu thương kinh doanh dài dép ở chợ tân hiệp biên hòa bày tỏ tình hình kinh tế khó khăn người tiêu dùng nhất là công nhân người lao động thắt chặt chi tiêu khiến cho sức mua tại sạp chợ hiện nay nó giảm tới 70% gọi như là tiêu luôn rồi với cùng kỳ năm ngoái lượng khách đếm trên đầu ngón tay giá trị của đơn hàng không lớn hơn thế nữa các sạp hàng ở chợ còn gặp phải sự cạnh tranh khốc liệt đến các kênh mua sắm online đúng rồi bây giờ người ta bán online không mà online thì người ta rẻ hơn người ta không có mướn mặt bằng người ta không có mướn nhân viên nó rẻ hơn ở mỹ cũng vậy các bạn tương tự một chị lê Thị Thu Minh, chủ sạp kinh doanh các loại thực phẩm khô ở chợ Biên Hòa cho hay mức mua sắm ở sạp cũng giảm 50% khi mà không có ai mua các bạn. Vậy mà hồi hôm qua thì là người mua sắm mỹ phẩm lên tới 2.000 tỷ, 2.000 tỷ đồng. Tuy nhiên sau tác động của con dịch thì cái số mua sụt giảm không phải tác động của con dịch, tác động gì tác động. FDI nó rút ra hết rồi, nó đi qua Bangladesh rồi, nó, nó, qua Mã Lai rồi, nó qua nó qua Indo rồi, rồi cho nên nó qua Ấn Độ rồi, cho nên nó không có việc làm chứ không phải là tác động con dịch. Trước sức mua sắm, mua thấp thế này, tình hình kinh tế khó khăn, nhiều tiểu thương mong muốn địa phương có thêm phương án hỗ trợ như giảm thuế, hoa chi, tiền thuê mặt bằng, không có đâu, thôi gán đi ha đồng thời tăng cường các hoạt động kết nối giới thiệu không? cái này thua, cái này thua. Rồi thôi khai phá sản thôi các bạn. Đặc biệt nhiều chợ sạp hiện nay ngày càng chú trọng đến việc nâng cao chất lượng phục vụ. Tại vì á Việt Nam mình nó ngộ. Khi mà ế ế thì gọi là cưng chiều khách lắm. Khi mà đắt được cái là bán tầm bảy tầm bạ Bây giờ quay qua phục vụ tốt hả Ừ, phục vụ tốt nhưng mà thua rồi các bạn văn hóa ứng xử. Đó, thấy chưa? Đảm bảo công khai giá rõ ràng, không nói thách. Trời ơi cái vụ nói thách này nó làm hoài ha. Do đó cần có thêm các kênh truyền thông giới thiệu các chợ văn hóa, văn minh. Trời ơi làng xóm văn minh chứ còn nói văn nói tục nhiều lắm chứ văn minh gì. Bà Nguyễn Thị Bảy tiểu thương kinh doanh giày ở biên hòa chia sẻ cái sạp hàng giày dép quần áo hiện trên tầng lầu nên người dân cũng ngại lên chọn xem nói mà bán đắt ở đâu tầng 3 tầng 5 nó cũng lên đã đã bán ấy rồi để trước mặt nó họ cũng không mua tiền đâu mua các chợ truyền thống hiện tại tơi tả te tưa tại vì người dân thất nghiệp rồi sao các bán rồi đến cái mặt hàng kinh doanh phải đảm bảo chất lượng an toàn vệ sinh thực phẩm bán đúng giá đồng thời trong cái bối cảnh cảnh công nghệ mạng xã hội các cơ quan chức năng địa phương tham khảo thí điểm nói chung quá đường lối của mấy bác đi là sai không có thể là vì công nhân thất nghiệp mà lương nó ít quá đồng lương ít rồi nhưng mà có công nhân làm việc cũng đỡ các bạn nhưng mà bây giờ là không có việc làm ở Sài Gòn Bình Dương Đồng Nai ba cái thành phố lớn nhất và bây giờ tiêu hết rồi lên lương thì đâu có lên đó tháng 10 à, lãnh lương tháng 13 cũng ột e, 100 ngàn chờ hơi trăm ngàn mua được cái gì các bạn lên lương thì FDI nó vô nó nhẹ vô cái gọi là vùng lương tối thiểu nó nó cho các bạn ví dụ ra tối thiểu là 4 triệu rưỡi thì nó trả cho bạn 5 triệu tối thiểu là 4 triệu nó trả cho bạn 4 triệu rưỡi thế đó, nó không có đúng ha à, tại vì cái đồng lương thấp kém không thể nào rồi mà mua sắm nổi hết và bà con kể từ đây đến tết là từ tiêu này đến tiêu kia các bạn ở Mỹ nó phải không? thể như thổ Nhĩ kỳ cũng vậy nó phải lên lương lạm phát nó cao giờ Việt Nam lạm phát bao nhiêu 25 30 phần trăm diễn bình thường cái còn đó gì nữa mà lương đậm gì có lên nữa chút xíu siêu à tiền của Mỹ lương của Mỹ nó đã cao rồi và lạm phát của nó đi theo thì đồng lương của nó nó gị lại chút đỉnh nó cũng còn đỡ các bạn nhưng mà nó cũng phải tăng đó thì gần như là hầu như là nửa nước Mỹ tăng lương và thế giới như Anh Quốc nó họ cũng tăng hồi hôm qua mình có chia sẻ là tăng uh, mấy mươi phần trăm mình quên rồi và nói chung là tin tức uh, nó như thế các bạn ở Việt Nam thì nó cứ lè tè là tè bà dân đói khổ thôi rồi uh, đi xuất khẩu lao động càng ngày càng nhiều để là cứu cánh chứ còn không thì không có chịu nổi một cái thông tin vừa qua là 30 năm 30 năm các bạn tính 30 năm. Thì kiều hối gửi về Việt Nam á trong vòng 30 năm là lên tới đâu rồi 190 tỷ đô la trong 30 năm, 190 tỷ đô la tiền kiều hối, một con số rất là lớn luôn. Rồi, một cái tin nữa là ở New York với lại Cali bắt đầu nó kêu đeo lại khẩu trang. Cali Illinois, New York tái ban hành lệnh đeo khẩu trang. À, qua năm 2024 chuẩn bị bầu cử các bạn, tình hình con dịch bắt đầu nó xuất hiện trở lại thì không biết bà con có tuân thủ hay không, tại vì mệt mỏi với nó lắm rồi. Đó, qua năm 2024 là nhiều cái mà nó khó khăn lắm, à, đặc biệt nhất là Việt Nam các bạn. hy à, vọng các bạn sẽ có được một cái năm mới tốt đẹp, an khang, thịnh vượng. Và dạ, mình xin nằm dừng video đây, xin chúc cô chú anh chị em lúc nào khỏe mạnh gặp nhiều may mắn trong cuộc sống và hẹn gặp lại sau xin chào tạm biệt bye bye